Một món ngon mà càng ăn càng say, mọi người có biết là món gì không? Này, cụ Út làm cơm rượu tại nhà nghe. Cứ đi chợ quê miền Tây là thấy mâm cơm rượu xen lẫn mấy mâm bánh dân gian. Lần nào thấy Út cũng đòi mẹ mua về, mà ăn được một viên là muốn quất cần câu luôn. Đa phần người ta bán cơm rượu trắng, bữa nay Út làm thêm cơm rượu nếp than nữa cho đẹp mắt. Cắt lá chuối vô Út rửa sạch, phơi khô rồi múc sôi ra cho nguội bớt mới rắc men vô. Nếp than men làm cơm rượu này Út mua ở Sapa, cứ thiếu nguyên liệu là Út toàn đặt mua tại được miễn phí vận chuyển. Bạn mới Sapa còn được miễn phí tới 300 cành nên đặt hàng cồng kềnh ở xa cũng không tốn xếp. Giờ Út vo lại thành viên, tay mình nhớ thấm nước muối loãng để cho nếp đỡ dính hen. Vò xong là ủ được luôn, mổ quắn thêm lớp lá chuối để giữ mấy viên cơm rượu còn nguyên và thơm hơn. Ủ trong thố kính chừng 2-3 ngày là ăn được. Ai mà nặng đô hơn thì mình để lâu chút hen. Lên men đủ ngày, cơm rượu dậy mùi thơm rồi, vị ngọt ngọt đúng vị hồi nhỏ Út được ăn luôn. Ăn cái này tốt mà nhớ ăn ít thôi hen. Sẵn cơm rượu Út làm bánh bò ăn. Lấy mấy viên Út nhồi đều với bột gạo rồi ủ qua đêm. Sáng ra nấu nước đường thốt nốt thêm vô sao cho bánh lên màu đẹp và thơm hơn. Mấy cục đường thốt nốt này Út cũng mua chính gốc An Giang trên Sapa. Mua trên này là an tâm vì được kiểm hàng rồi mới nhận. Bột nó dậy nè. Nước đường nguội rồi thì Út trộn vào bột. Có cơm rượu hay lợn cợn nên mình lượt qua một lần cho mịn hen. Để nghỉ chừng nửa tiếng là đem hấp được. Để bánh hỏng dính khuôn, Út quét lên chung một lớp dầu. Hấp trước cho chung thiệt nóng mới bắt đầu đổ. Vậy thì bánh mới dậy đều. Ai mà chưa từng mua sắm trên Sapa thì cứ thử nghiêng vì đơn đầu tiên sẽ được mã giảm giá tới 40-50k đó. Còn bạn trên kênh Út mà chưa mua đơn Sapa nào thì được mã giảm giá 60k lận nè. Thanh toán nhớ nhập mã bạn mới Út là được hen. Út đổ thêm màu hồng với màu xanh, nướng một cặp bánh bò trong chảo nữa. Bánh bò nướng chảo giòn giòn, thêm lớp nhân dừa ở giữa nữa béo ngon dữ lắm. Giờ Út lấy cơm rượu ra nữa là ăn được rồi. Mời mọi người cùng ăn phút nghiêng. Nếu màu trắng ngon không?